Tiếng hát chuyên thơ là chương trình họp mặt hàng năm dành cho thiếu niên, nhi đồng, các hội thánh Tin lành miền Tây Việt Nam. Các em có một ngày dài để cùng nhau vui vẻ ăn uống, chơi đùa, nghe lời Chúa và tham dự cuộc thi tiếng hát chuyên thơ thật hào hứng để chọn ra những giọng ca thiếu nhi hay trong vùng. Chương trình tiếng hát chuyên thơ đầu tiên với chủ đề Hiếu, Hiền, Lành được tổ chức vào mùa trung thu năm 2005 với 10 ban thiếu nhi nhi đồng của các hội thánh tại vùng Vĩnh Long tham dự như Phú Quế, Mỹ Lộc, Bình Hòa Phước, Long Hồ, Vĩnh Long, Sông Phú, Thành Lợi, Bình Minh, Đông Phú, Trà Ôn. Địa điểm tổ chức là Hội Thánh Phú Quế. Chương trình tiếng hát chuyên thơ lần thứ hai được tổ chức vào mùa xuân năm 2006 tại Hội Thánh Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long với sự tham gia của 12 hội thánh vùng Vĩnh Long và Trà Vinh là Long Hồ, Phú Quế, Mỹ Lộc, Bình Hòa Phước, Vĩnh Long, Sông Phú, Thành Lợi, Bình Minh, Đông Phú, Trà Ôn, Trà Vinh, Trà Cú. Năm nay, chương trình tiếng hát chuyên thơ lần thứ ba được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Tiên Thủy, tỉnh Bến Tre vào mùa hè 1 tháng 5 năm 2007 với sự tham gia đông đảo của hơn 600 thiếu nhi từ 10 hội thánh là Tiên Thủy, Tân Thạch, Lộc Thuận, Giao Hoa, Chợ Lách, Quế Sơn, Sơn Hòa, Ba Tri, Bình Đại, Bến Tre. Sau đây mời quý khán thính giả theo dõi nội dung buổi họp mặt vui vẻ của các chuyên thơ trong chương trình Tiếng Hát Chuyên Thơ mùa hè 2007 tại Hội Thánh Tin Lành Tiên Thủy, tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Tôi trở nên một con người tốt. Cảm tạ Chúa.